em sẽ cùng anh, mình cùng nhau làm gì? Mình cùng nhau làm gì? Mình phải đó, làm gì? Câu này đưa ra mà quan trọng là cưới nhau về rồi làm, rồi tiền ai giữ? Dạ, vợ giữ hết. Đó, anh chỉ cần nấu ăn ngon thôi, lau nhà rửa chén anh lo, con cái anh lo được. Bạn nữ giỏi tới nào thì anh sẽ ráng theo cỡ đó. Bây giờ con người anh đã thay đổi rồi, em có nhiều cái tư duy tốt hơn anh, tư duy anh còn hơi còn non xíu, tại em cũng trong vòng an toàn của mình nhiều quá. À, mong em có thể giúp đỡ anh và chúng ta cùng nhau phấn đấu. Okay. Muốn con cái, trai gái gì nữa, tương lai em muốn sao nói cho con biết đi. Trai gái đều là con của mình, nhưng mà anh thích con gái hơn, con gái thì mỹ rất na. Em thích con trai đầu lòng, tại vì em muốn chồng mình sau này đi ra ngoài người ta mình không nói là ừ vợ mày không sinh được con trai cho mày. Oh. Em rất thích là kiểu như là có con trai đầu lòng trước đã, rồi sẽ đẻ tiếp, để khi nào ra con gái cũng được, nhưng mà phải có con trai đầu lòng đã. Mong em cho anh cơ hội, chỉ cần có lý do thôi, bao nhiêu xa anh cũng tới. Qua được luôn. Nhà gái giới thiệu về mình nè. Em chào chị Ngọc Lan, em chào chú, con chào chú Huyền Linh nè. Chào con. Em chào anh chị trên sân khấu ạ. Em tên là Phan Huỳnh Phổ Nghi, năm nay em 27 tuổi. Công việc em đang làm là livestream. Hiện tại thì em đang làm cơ sở bên Tân Phú ạ. Em livestream cho nhãn hàng hay là cho công ty của mình hay như thế nào? Đợt dịch là em live cho cá nhân để kiếm tiền, còn bây giờ là em live cho chính bản thân mình ạ. Con trai, giới thiệu về mình đi. Mình nói đầu tiên con xin chào chú Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, chào bạn gái. Con là Phạm Thái Ngọc, là thợ chụp ảnh ở Long An. Mình chụp hình được lâu chưa con? Dạ, con năm nay là năm thứ 5 con chụp hình rồi. Rồi nhà gái, chúng ta nói về ưu điểm và khuyết điểm của mình đi nè. Em tự nhìn thấy là mình có thể hòa đồng với tất cả mọi người luôn. Còn nhược điểm là nhây, chơi nhây quá người ta hay giận á. Chọc nhây quá người ta tưởng thiệt, người ta lại giận. Nhưng mà nhiều khi em lại thấy những cái gì giận của họ là niềm vui của em. Trời đất ơi. Họ giận cả tuần luôn, có những người đồng nghiệp làm việc với em á, em chọc đến mức mà họ không muốn gặp em luôn. Bữa nào chọc chị Lan chứ giận. Tôi khó giận lắm tại tôi cũng là một người rất là nhây. Cũng lầy lắm đó con. Ví dụ như con livestream đi mà con cái kiểu u ám hay là buồn bã người ta sẽ cảm thấy buồn theo. Em đang livestream cho mặt hàng nào nè? Dạ, nước hoa và xịt giày. Gặp những cái người mà có nụ cười tươi thế này truyền năng lượng tích cực làm ai bao giờ cũng vui cả. Đó, nhà trai gặp một cô gái như vậy có tinh thần gì không? Con cảm thấy rất là vui à. Ừ. Dạ, chút tí tự tin nữa. Tự tin đúng không? Con hơi nhút nhát đúng không? Dạ là đúng rồi. Chụp hình ta mà ngắm hình ta mà, sao nhút nhát được? Nói thật là con giống như là thợ chụp hình mà hướng nội vậy. À hướng nội vậy. Trời ơi, thợ chụp hình hướng nội rồi chụp tấm hình đó hướng nội lắm đó. Chụp trong phòng không? Không đi ra ngoài ngoại cảnh. Dạ, dạ có đi ngoại cảnh mà tại cái tính là ít nói, sợ nói nhiều bị vô duyên. Con có mở tiệm chụp hình riêng không? Dạ không, con giờ con là thợ chụp hình freelancer. Bây giờ ưu điểm khuyết điểm mình là gì nè? Dạ ưu điểm của con là không hút thuốc lá, không cờ bạc, không rượu chè, làm việc có trách nhiệm, không bấm điện thoại trong lúc làm việc. Con có thể làm được việc nhà, có tu đạo theo đạo Phật. Có tu đạo luôn ha? Dạ là có đọc kinh tối chứ Quyền Linh. À dạ. Một chàng trai cũng rất là tốt luôn á, nói chung đẹp trai nha con. Chưa chi mà nhìn sơ sơ bề ngoài đó, đẹp trai đẹp gái đó, đẹp đôi, rất là đẹp đôi luôn. Đường tình duyên con sao? Người ta hay kêu cái câu là hồng nhan thì bạc phận, mà con chưa thấy con hồng nhan mới bạc phận lắm. Ông Tơ bà Nguyệt kiểu như xe duyên kiểu gì mà nó hơi vòng vòng một xíu á. Hay là xe nhầm dây thắt lưng của ai rồi nó không chịu rút ra để con tìm không thấy nữa. Số con nó lận đận kiểu gì à. Cứ kiểu quen một thời gian là sắp đến kết hôn luôn thì phát hiện ra người ta có một mối quan hệ mới. Anh ấy quen một người khác và bị con phát hiện. Một ngày đẹp trời thì con ở nhà, con ót con ở nhà, con sạc Apple Watch cho họ. Con thấy ủa bình thường đâu có khóa mật khẩu đâu, sao hôm nay lại đặt mật khẩu. Mọi người thì thường thường là sẽ đặt ngày sinh hoặc là để đặt 1245, đặt 4 số 0. Thì trúng ngày sinh thì con bấm vô thì con thấy những tin nhắn dài ơi là dài. Con đọc thì con có nhắn tin cho cô gái đó. Con hỏi là quen mà đó lâu chưa, thì hai người đó kêu là mới quen. Nhưng mà mới quen được tầm 1-2 ngày mà rủ nhau đi nhà nghỉ các kiểu rồi. Con hỏi là ủa em đã biết gì về ảnh ấy chưa mà em đã thoải mái đòi dẫn về nhà rồi làm các kiểu luôn. Thì kêu là do anh ấy kêu là anh ấy vẫn còn độc thân, con chỉ là người yêu cũ dây dưa thế này thế kia thôi. Xong rồi con cũng chẳng nói gì hết. Con hỏi người kia thì người kia kêu là do một phút say xỉn kiểu cảm giác giống như là do con đi làm cả ngày không quan tâm đến họ. Mà xưa kiếm tiền mình phải đi làm từ mười mấy tiếng mới có được đồng lương cao, chứ mà mình làm 1-2 tiếng làm gì có lương đúng không ạ. Kêu là do con không biết quan tâm, không biết thế này thế kia, đổi hết trách nhiệm cho con. Xong rồi dừng lại, không quen nữa. Chia tay trong mạnh mẽ không? Không mạnh mẽ luôn chị. Thật sự là rất là yếu đuối luôn. Lúc đó vì người ta lên Sài Gòn bỏ công việc cũ, lên Sài Gòn để làm. Có mì gói ăn mì gói, có gì ăn cái đó, không có cần phải xa hoa. Mình cảm thấy mình hy sinh quá. Đúng rồi chị. Nhưng rốt cuộc là mình bị phản bội. Con là ở đâu?
Con sinh ra ở Long Thành, còn ba mẹ con ở Đắk Lắk. Bây giờ thì con ở thành phố Hồ Chí Minh một mình. Dạ đúng rồi. Nên bây giờ có kinh nghiệm trong tình yêu chưa? Kinh nghiệm thì chưa có, nhưng mà em muốn là khi mà người tiếp theo đến với mình thì mình sẽ làm cái gì đó tốt nhất cho họ, và sẽ không phải là làm cho họ cảm thấy là mình giống như cái gì phiên bản cũ của mình nữa, một phiên bản mới nhất, vui vẻ nhất cho họ. Được, rất là tốt. Rồi, bây giờ qua nhà trai. Để qua coi nhà trai sao mà khen đẹp trai nè. Trời ơi, đẹp trai quá trời. Chào nhà trai. Chào chị Ngọc Lan. Đường tình duyên như thế nào với cái nhan sắc này? Em xin chia sẻ thật là em đã qua 7 mối tình rồi. Trời đất ơi. Bảy mối à hả? Dạ, 7 mối tình rồi chú ơi. Quen từ năm mấy tuổi? Quen từ năm cấp 3 đến... Chụp hình với cô nào là yêu cô đó, sao tới 7 mối gì vậy? Cái đó là trước khi con chụp hình luôn chú Quỳnh Linh. Mối đầu tiên bao nhiêu lâu nè? Dạ, mối đầu tiên là khoảng một tuần lễ. Một tuần lễ? Mối nó dài quá ha. Quá trời yêu. Rồi mối thứ hai? Dạ, mối thứ hai là được một tháng. Một tháng? Mối có, thứ ba? Có tiến bộ rồi đó. 6 tháng. 6 tháng. Mối tư? Dạ, được 5 năm. 5 năm? Ồ. Mối thứ năm? Dạ, mấy mối sau là nó ngắn hạn lắm chứ. Toàn là tuần tháng này kia không à. Chỉ có mối 5 năm thôi. Cái mối 5 năm sao chia tay nè? Dạ, mối 5 năm chia tay là bởi vì lý do là bởi em à. Em là người không tốt ở trong cái mối tình đó, và muốn kết thúc cái mối tình đó để đến với mối tình mới. Trời. Trời. Bây giờ cũng ngẫm ra là biết cái sai của mình rồi, biết mình không thể nào mà quay lại được. Sao đang quen người ta 5 năm rồi cái muốn có người mới? Dạ, tại muốn có người yêu đẹp hơn hả? Trời ơi trời quá đất ông này rồi. Ông ỉ ông đẹp trai rồi, cái ông muốn làm gì ông làm ha. Bây giờ thấy hối hận không? Dạ, mấy mối tình sau nó ngắn ngắn là bởi vì là cái sự không tốt của mình giống như là một cái quả báo vậy. Quả báo hả? Dạ. Nghiệp quật. Dạ, biết hả? Dạ, đúng rồi. Mình phải cố gắng thay đổi, mình hướng Phật nhiều hơn, mình hướng tu Phật. Lại. Dạ. Đúng rồi đó, chị Lan cũng đang tự nói bây giờ ăn chay nè, niệm Phật nè, tụng kinh. Ăn chay tháng 4 bữa hả? Dạ. Giờ yêu là phải chín chắn nha, chứ không phải là gặp cái yêu, gặp cái yêu nha. Chú nói nghe là bên đây cô này rất là bản lĩnh luôn á nha. Bây giờ mình muốn một mẫu hình lý tưởng thế nào con? Con trước giờ thì con chọn người yêu không có mẫu hình lý tưởng. Ừ. Con tin gọi là ánh mắt đầu tiên khi nhìn. Con nghĩ là chắc phải cao một xíu. Cao? Không cần đen, không cần trắng. Da thì không cần. Ừ. Bình thường tại vì con trai ngâm ngâm mới đẹp. Rồi. Đúng luôn. Gì ta? Phải nói chuyện có duyên nha, tại vì con nói chuyện rất là vô duyên. Đâu có con live stream bán hàng được là có vô duyên con. Và con muốn là sự nghiệp anh ấy cũng phải ổn định. Con thì sự nghiệp ổn định rồi, nhưng mà con cũng muốn anh ấy ổn định để sau này ví dụ còn cưới nhau thì còn lo cho con cái nữa. Chứ không ổn định cứ ngày ba cọc ba đồng thì rất là cực. Thấy người ta bản lĩnh chưa? Thấy khó nuốt quá chứ. Hả? Thấy dạ. Khó nuốt quá hả? Dạ. Mình muốn một mẫu hình lý tưởng thế nào? Dạ, mẫu hình lý tưởng của con là bạn ấy chỉ cần biết nấu ăn thôi, còn lại con có thể lo được cái việc nhà. Bạn bên bản là live stream bán hàng, con có thể lo chụp hình, lo về phần hình ảnh của bạn đó thoải mái. Biết nấu ăn vậy con? Dạ con biết, con biết hết luôn á. Hợp lý không? Được chưa? Dạ được, nhưng mà là có cái là sợ bạn bên bạn nữ là không chịu con, là bởi vì là con là con út ở trong nhà, nhà con ở với ba mẹ. Mắc mới gì không mắc chịu? Mắc mới gì không chịu dạ. Trời. Con chưa hỏi mà con hay phán người ta quá. Bữa nay mình đi với ai vậy? Dạ, hôm nay con đi có một mình nè. Một mình? Để chị Lan lo. Đi với ai? Dạ, là nay đi với 5 anh em chơi từ nhỏ đến lớn ạ. Trời ơi. Con chào chú Quyền Linh với chị Ngọc Lan và quý khán giả trường quay. Dạ, chào nhà trai. Bạn nữ bên phía bên này rất là xinh với lại chững chạc. Hôm nay bạn con có đi cô gái nhiều không? Hôm nay thì bạn con đọc kinh với ăn chay không ạ? Để lên chương trình này. Bao lâu rồi nó chưa có bồ? Chắc phải một năm. Một năm. Một năm rồi bạn ấy chưa có bồ, rồi con cảm thấy là bạn ấy có cái sự thay đổi gì không? Dạo này thì thấy tích cực lo bên chụp hình với lại cũng lo tìm một bạn để đi lâu dài để tính tới chuyện hôn nhân. Tại ba mẹ bạn đó cũng lớn tuổi rồi, cũng mong bạn đó có gia đình. Bạn con rất là thích được chọc, mà bạn nữ là thích chọc dẻo, thích cuồng dây là đúng đối tượng rồi đó. Tại sớm con là thường chọc bạn con không à, nó cọc lên vui lắm. Đây là bạn trong xóm chơi với nhau từ nhỏ luôn đó hả? Con chơi với nhau chắc 20 năm rồi. Trời. Con thấy cặp này hợp không? Con thấy rất là hợp luôn. Chị Lan xin được chúc mừng tình bạn của các bạn nha. Năm đứa cũng đẹp trai hết ha. Thôi bây giờ mở rào cho hai trẻ gặp mặt đi. Mở rào. Đó. Có đối tượng luôn. Tha hồ ghẹo.
mình xin tặng bạn món quà. Em còn tặng anh món quà. Cái này là sản phẩm bên em luôn nha. Rồi, cảm ơn mọi người nhiều. Mở bảo quà ra coi. Đây là sữa tắm thôi. Sữa tắm thôi à? Vậy thôi, sữa tắm ngại lắm mà. Dạ. Dạ, món quà của con mình mở được á. Dạ. Cho anh mở món quà của em đi. Wow. À, đây là sản phẩm nước hoa bên em. Thơm không? Xịt thử con gái con thơm không? Xịt giữa trán thơm chứ. Trời ơi, xịt chuyên nghiệp ghê ha. Rất là hợp ý anh. Cảm ơn anh nhiều. Rồi bây giờ cắt quà đi nè. Làm bộ hình đầu tiên cái coi. Chụp không đẹp là tình cảm đi xuống nha anh. Ok, em yên tâm. Rồi bạn nữ ngó đây cười tươi nha. Nhẹ nhàng nha, 1, 2. Đó nè. Rồi mình nhìn nghiêng qua bên đây các bạn nha. Anh phải chụp cái bàn gì để thấy cái chân dài được chứ. À, rồi, trời okay. Người yêu gì mà chụp kiểu gì. Sau này là cái len này của người ta len chân dung chị ơi. Cái len này len chụp chân dung. Vậy à? Để bữa sau người ta đem cái len dài dài ra người ta chụp okay, người okay, nha. Dạ. Cái ngắn cây dài, cái ngắn là chân dung. Mà mốt đem cái tê lê ra quý ghê đúng không? Cái này hàng nhỏ treo nhá hàng thôi, còn cái cây dài bự nữa. Còn hàng lớn nữa hả? Dạ bự lắm chú Linh. Còn có mấy cây hàng? Dạ con có 2 cây hàng. Dạ con có 2 cây hàng. Con có 2 cây máy. Con 2 cây hàng con xài sao hết. Rồi. Ôi trời. Rồi 2, 3 nè. Rồi đứng lên coi, đứng lên. Ủa cái này là chân dung mà sao đứng lên được? Lấy background khác. Đúng rồi. Thôi yên tâm đi, mà máy anh chụp được cái gì cũng được hết á, miễn sao em đẹp là được. Rồi ok. Em kẹo cháu cọc luôn nha chị coi. Rồi em đứng sát vô cái hàng vào với băng. Em kẹo cháu cọc luôn nha chị coi. Cọc cho nó cọc lên. Thế rồi 1, 2, 3 nè. Ok chưa? Trời ơi đẹp á nha. Sau này chụp nước hoa được á chị ơi. Bây giờ là còn rung chứ level còn cao nữa. Rồi hai đứa quay đối diện nhau đi nhau nè. Chờ em em có mong ước gì cho tương lai của hai đứa về mặt sao ta gia đình á? Em chưa có mong ước về tương lai cho nhiều. Tại vì đối với em là mình sống cho hiện tại đã. Mình cố kiếm tiền cho hiện tại. Còn tương lai thì mình sẽ chỉ là hoàn thiện mình hơn thôi. Giống như là quen nhau thì mình sẽ cố cái gì tốt nhất mình sẽ cho nhau thôi. Cái gì hạnh phúc nhất mình sẽ cho nhau. Những gì bình dị nhất mình sẽ cho nhau. Em chỉ tính tới hiện tại thôi, chưa có nghĩ tới cái chuyện mà đám cưới sao? Đám cưới thì từ từ cho anh. Tại vì bây giờ em là người phụ nữ hơi hiện đại một xíu. Em muốn kiếm tiền trước đã. Ví dụ như anh có tính đến chuyện kết hôn với em thì anh nói em thì em sẽ tính với anh. Còn bây giờ em chưa có người yêu nên em chưa có tính được là em phải quen người này như thế nào. Tại vì em đâu có biết duyên phận của em để như thế nào đâu. Nhưng mà gặp rồi con thấy cảm tình với nhà trai không? Thấy dễ thương ạ. Là giờ bây giờ em chỉ muốn tập trung vô live stream và mình kiếm tiền nhiều nhất có thể. Đúng rồi. Tới một cái bước nào đó rồi mình mới dừng lại mình. Không anh, nó sẽ song hành luôn. Em sẽ có thể làm cả hai luôn, vừa đi làm vừa kiếm tiền, vừa muốn có người yêu để chăm sóc em nữa. Em cũng phải vừa lo cho anh nữa. Ví dụ như quen nhau thì em phải lo cho anh về ăn uống, mọi thứ nữa. Chứ không phải là em cứ cố kiếm tiền để mặc anh như vậy là không được. Thì đó là hợp lý đúng không ạ? Nhưng mà cho anh hỏi là tức là em chưa có nghĩ tới chuyện kết hôn không? Tại vì chưa có ai nói em là cưới em nên em chưa đến nghĩ đến chuyện đó. Giờ có ai đòi đi em nghĩ tới. À rồi ok. 2 năm hay 3 năm là hợp lý. Bây giờ em là 27 rồi thì em nghĩ là tầm 29. Vậy giờ 28 cưới luôn được không? Nếu anh ấy đồng ý thì em cũng về đâu xin hỏi ba mẹ. Bây giờ chuyện kết hôn nè, cưới nhau xong là hai đứa ở đâu nè, bàn luôn đi. Kết hôn xong á thì em có đất ở bên Long Thành. Thì ví dụ như anh có tiền thì anh xây nhà thôi, còn đất thì sẽ có rồi. Nếu mà anh cưới em về thì trước tiên là em cũng muốn làm dâu mẹ anh một xíu. Quen ai em cũng thương cha mẹ người ta cũng giống như cha mẹ ruột của mình. Và cũng mong muốn anh thương cha mẹ em, tại vì cha mẹ em cũng lớn tuổi rồi. Cái việc ở riêng thì anh muốn thì ở riêng, không thì anh muốn phụ dưỡng cha mẹ anh thì mình xây nhà ở cùng với cha mẹ anh. Nếu mà quen nhau á, em có muốn ở gần người yêu luôn không? Hay là em... mỗi người một nơi được. Trời ơi, quen nhau ai mà không muốn ở gần với người yêu trời. Không, tại công việc của anh ở quê đang ổn định đó. Một tuần anh lên gặp em được bao lâu? Mấy ngày trong một tuần? Công việc của em là cuối tuần thôi hả? Hay là có ngày thứ? Công việc của em là live thường xuyên luôn. Không có ngày nghỉ, nó thiệt là không để có ngày nghỉ. Để tôi nói cho câu chuyện live stream bán hàng nè. Một ngày live từ 8 tới 12 tiếng mỗi ngày. Ngày nào cũng live hết thì mới có tiền. Nói chung là không có lên thành phố được. Tại ở dưới đang ổn định quá rồi nhiều mối mang. Vấn đề em có thương người ta hay không thôi. Người ta có cảm nhận em là một cái chỗ dựa vững chắc hay không? Người ta dọn cái bộ live stream gì với nhà chứ. Em cua người ta đi. Ừ. Em cua được rồi em lôi người ta đi về chỗ của em. Ừ. Trời ơi em chưa cua được người ta mà em lại sợ em không lên được người ta.
Em có muốn cho anh một cơ hội không? Để anh tìm hiểu em. Em sẽ thấy được cái tốt của anh và anh thấy được cái tốt của em. À, sao anh lại nói câu đó hả ta? Anh phải hỏi em là em có đồng ý cùng anh không? Chứ cho cơ hội thì em đang nói chuyện với anh là em đang cho anh một cơ hội rồi. Anh cứ hỏi em là có muốn về không thì anh không lên được. Làm giống như là làm em cảm thấy là anh đang suy nghĩ dừng chừng gì đó. Đúng rồi, còn gì nữa. Ta nói rất đúng luôn. Ừ. Chưa gì đó, chưa lo sợ anh ta không về. Và em đang cảm thấy là em trưởng thành hơn anh ấy rất đúng là rồi. Nhiều. Đúng rồi. Đây. Lại gần. Bây giờ tất cả lỗi lầm đã bỏ qua hết rồi. Bây giờ bắt đầu mối quan hệ mới nè. Bây giờ cái mong muốn mình như thế nào? Nãy giờ gặp cô này thấy sao? Nói cho cô biết đi. Em sẽ cùng anh. Mình cùng nhau làm già. Mình cùng nhau làm già. Phấn đấu làm già. Câu này được nè. Mà quan trọng là cưới nhau về rồi làm rồi tiền ai giữ? Dạ, vợ giữ hết. Đó. Anh chỉ cần nấu ăn ngon thôi. Lau nhà rửa chén anh lo. Con cái anh lo được. Bạn nữ giỏi cỡ nào thì anh sẽ ráng theo cỡ đó. Bây giờ con người anh đã thay đổi rồi. Em có nhiều cái tư duy tốt hơn anh. Tư duy anh còn hơi còn non xíu. Tại em cũng trong vòng an toàn của mình nhiều quá. À, mong em có thể giúp đỡ anh. Và chúng ta cùng nhau phấn đấu. Ok. Anh muốn con cái, trai gái gì nữa. Tương lai em muốn sao nói cho con biết. Trai gái đều là con của mình. Nhưng mà anh thích con gái hơn. Con gái thì mỹ rất na. Em thích con trai đầu lòng. Tại vì em muốn chồng mình sau này đi ra ngoài người ta lại không nói là ừ, vợ mày không sinh được con trai cho mày. Em rất thích là kiểu như là có con trai đầu lòng chứ đã, rồi sẽ đẻ tiếp. Đẻ khi nào ra con gái cũng được, nhưng mà phải có con trai đầu lòng ạ. Mong em cho anh một cơ hội. Chỉ cần có lý do thôi, bao nhiêu xa anh cũng tới. Quá wow, được luôn. Được rồi, đi với được rồi con. Nè, để tay vào nút bấm đi. Hai bạn sẽ bấm nút sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan nha. 1 2 3 Hết thời gian. Trời ơi, khó bấm luôn hả? Sao vậy cô gái vậy? Chúng ta thật ra chú rất muốn con bấm luôn á. Đáng lẽ con sẽ bấm nhưng mà tâm sự với ảnh một hồi thì con cảm thấy ảnh chưa có thật sự là muốn quen con lâu dài. Đó là sự cảm nhận của con. Muốn chứ không mà, phải, nó muốn mà. Chứ không phải là không muốn bấm đâu. Muốn. Con nói đi, con muốn ta quen lâu dài. Nói đi, giải thích, chú tức quá. Cảm ơn em, nhưng mà nếu không bấm trong chương trình thì chúng ta sẽ có thời gian tìm hiểu với nhau trên ngoài đời. À, hy vọng là lần đó anh sẽ lật ngược được thế cờ. Đó. Dạ. Vậy đi nha. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh ạ. À. Xin chào chị Ngọc Lan ạ. À. Xin chào bạn nữ bên kia và toàn thể quý vị khán giả có mặt trong trường quay ạ. À. Em xin tự giới thiệu, em tên là Trần Huỳnh Phú, năm nay 30 tuổi. À, hiện em đang sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh ạ. À. Phú làm gì Phú? À, dạ, em là nhân viên kiểm duyệt của đài truyền hình ạ. À. Thôi. Nhân kiểm duyệt là duyệt chương trình đó hả? Dạ. Em có duyệt chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò không? Dạ không ạ. À. Em ơi, có duyệt phim không cưng? Dạ có ạ. À. Em mốt phim gì Ngọc Lan duyệt cho nó khó chút nha. Em đã từng duyệt phim của chị chưa? Dạ, em không biết là em không nhớ được phim chị đóng phim nào nữa. Duyệt nhiều quá đúng không? Đây là một người khó lắm nha. Duyệt phim khó lắm á. Rồi, hai ngành nghề gần như khác nhau. Một người là giáo viên, một người là làm nghề duyệt phim ở trên đài truyền hình ha. Em học cái gì ra mà em làm nghề duyệt phim vậy em? Dạ, em học là bên IT ra ạ. Ủa, học IT sao làm nghề duyệt phim? Dạ, IT xong rồi mình học bên mảng truyền thông đa phương tiện ạ. À, em duyệt phim về nội dung hay duyệt phim về kỹ thuật? Dạ, cả hai luôn ạ. Cả hai luôn hả? Dạ. Hay là học IT ra duyệt phim về nội dung luôn hả? Dạ. À, rồi, bây giờ mình nói chút xíu ưu điểm, khuyết điểm của mình đi em gái. Dạ. Dạ, em chào anh Phú ạ. Dạ, con nói về ưu điểm của con trước nha chú. Ừ. Dạ, con giải thích ngay với môi trường mới. Tại vì con từng đi du học ở Nhật á. Cho nên là sau khi qua đó tầm 1 tháng thôi con đã có thể quen được môi trường mới rồi. Cái thứ hai là con ham học hỏi. Mỗi ngày con đều muốn học một cái điều gì đó mới nhiều hơn á. Mỗi ngày mình học một thứ. Cái thứ ba là con lạc quan. Ví dụ như có vấn đề gì xảy ra con thích giải quyết vấn đề nhiều hơn là mình suy nghĩ về nó tiêu cực hay là mình tìm cách để đổ lỗi cho ai đó. Dạ. Tốt quá. Dạ con về... khuyết điểm. Dạ còn về khuyết điểm của em thì em không thích nấu ăn lắm. Dạ
Với lại thích nấu ăn là thích ăn ở quán nhiều đúng không? Dạ không, con lại thích nấu, mà con lại thích ăn mấy cái món của mẹ nấu hơn. Trời đất ơi, con nấu con thích ăn, ăn để cho dạ. người khác ăn hả? Thích ăn ở nhà nhưng mà không có thích nấu. Dạ. À, cái khuyết điểm thứ hai là chắc là lúc con đói. Đó là quạo. Dạ không đến nỗi quạo nhưng mà kiểu mệt á, mệt trong người thì mình không muốn nói chuyện gì á chị. À dạ. Tụt đường đó em. Dạ đúng. Đói rồi. Là bị tụt đường đó, cho nên là mình không có năng lượng để mà mình nói chuyện. Dạ. Thì hy vọng là sắp tới em sẽ gặp được một chàng trai không bao giờ để cho em đói. Rồi còn dạ, khuyết điểm gì nữa không vậy Vi? Dạ tạm thời là vậy chút, còn khuyết điểm thì chắc để mọi người tự tìm hiểu. Rồi, chào Vi, một cô gái rất là dễ thương ha. Dạ, con chào chú. Rồi, mình nghe con khuyết điểm, ưu điểm bên đây thế nào nha. Dạ. Phú, ưu điểm là gì? Dạ, ưu điểm của em là chân thành và tính cẩn thận tỉ mỉ. Và trong chuyện tình cảm thì em rất là chung thủy. Chung thủy, dạ. Tốt. Và ngoài ra em còn biết nấu ăn. Nấu ăn, yên dạ. tâm, bên kia không biết nấu. Dạ. Vậy thì em nấu sẽ có người ăn. Dạ. Ha. Bên kia nấu nhưng mà không thích ăn, mình nấu mình để cho người khác ăn. Có thể là con nấu cho bên đây ăn cũng được. Dạ. Rồi còn khuyết điểm là gì thưa Phú? Dạ khuyết điểm của em là hơi thiếu tự tin. Thiếu tự tin? Dạ. Có mấy mối tình rồi? Dạ cũng 3 mối tình. Thiếu tự tin mà nó 3 mối rồi đó. Không? Mối dài nhất là nhiêu? À, dài nhất là cũng 1 năm ạ. 1 năm. Ít nhất là bao lâu? Ít nhất là 3 tháng ạ. Vậy kinh nghiệm về đường tình yêu nhiều không? Dạ em thấy cũng thất bại nhiều. Thất bại nhiều không? Thất dạ. bại nhiều là kinh nghiệm nhiều đó. Dạ. Đó bên tôi 3 mối tình đó. Rồi, mình nói về tình trường của mình cho bên kia nghe đi em. Bên kia 3 mối đó mình mấy mối? Dạ từ hồi tốt nghiệp tới giờ thì em có tìm hiểu vài bạn nhưng mà không không gọi là mối tình đó chị. Tại cũng không phải là yêu đương sâu đậm gì. Chỉ tìm hiểu vài 3 tháng thôi thì thấy không hợp. Dạ, mới tìm hiểu thôi. Dạ. Vậy là chưa có kinh nghiệm trong tình trường. Chưa hề có kinh đúng nghiệm rồi. Gì hết. Hả? Bên kia chưa mối tình nào nha Phú nha. Dạ. Rồi vậy thì bây giờ sắp tới nè, mình có bạn trai nè, mình mong muốn bạn trai của mình là người như thế nào? Dạ về tính cách thì em hy vọng bạn đó là người có đạo đức, có trí tuệ, có nghị lực. Bạn phóng khoáng một tí, bạn rộng lượng một tí. Còn về trong chuyện tình cảm không á, thì em hy vọng bạn là người tử tế nhưng mà không phải là người ga lăng. Giống như bạn không thể đối xử tốt với tất cả các bạn gái được. Như vậy thì trong mắt bạn người yêu sẽ không có gì đặc biệt hơn với người khác á. Dạ. Trời, cô gái này rất là bài bản nha. Rất rõ ràng. Chào em. Đẹp trai. Rất là đẹp trai. Trai tôi đẹp trai. Sao giờ nghe cô gái bên kia có cái mong muốn như vậy đó, em thấy mình có đáp ứng được không? Tử tế. Dạ. Quá tử tế. Có ga lăng không? Dạ cũng có ga lăng. Bên kia không thích ga lăng. Ủa gì kỳ vậy? Nhưng mà ga lăng với một mình bạn đó thôi. À thì được. Dạ. Đó. Vậy là ích kỷ. Thích ga lăng có một mình không ga lăng người khác là hơi ích kỷ. Dạ không, mến đó mình cũng phải hòa đồng nha. Thì cái khuôn khổ người ta đưa ra là vậy bên thôi. Bên kia ích kỷ chứ không phải nó bên này. Đàn ông người ta phải ga lăng. Thông cảm, tại bên kia chưa có yêu ai hết cho nên kinh nghiệm cũng không có. Thì người ta chỉ có một cái hình mẫu là như vậy thôi. Thì người ta nghĩ như vậy là tốt. Thì mai mốt đây có kinh nghiệm hơn thì về sẽ hướng dẫn lại. Ví dụ như ga lăng người yêu của mình 10 thì ga lăng người ngoài 7, 8, 6 gì đó. Thật ra em biết sao, cái ga lăng đó là cái tử tế đó em. Em muốn tử tế mà em không muốn ga lăng thì hơi khó. Ha. Thôi thôi không cảm, bên đây người ta không có kinh nghiệm. Nhiều khi tao còn không biết ga lăng là gì nữa. Không biết đâu. Đôi khi là vậy. Rồi bây giờ á, mình muốn một người yêu lý tưởng thế nào? Diễn tả có giống bên kia không? Dạ mẫu người bạn gái lý tưởng của em là ngoại hình thì cũng dễ nhìn một chút là được. Quá dễ nhìn. Dạ. Bên kia hơi dễ thương luôn. Dạ quan trọng nhưng mà tính tình đó, tính tình là biết quan tâm lo lắng cho gia đình. Dạ. Rồi mình quan tâm đến người ta quan tâm đến mình. Dễ đó. Dạ. Cái đó dễ, còn gì nữa khó hơn không Phú? Dạ không mà em cũng đơn giản nha. Bây giờ em không thích điều gì ở phụ nữ? Em có hơi e ngại là nếu mà bạn đó quá dữ, tại tính em hiền. Bạn nó quá dữ, để qua bệnh của bạn nó dữ cái nào? Chưa. Vi dữ không Vi? Dạ, con sẽ nhường nhịn người nhà. Con nhường nhịn người nhà hả? Dạ đúng rồi. Vậy là ý là con có dữ đó đúng không? Dạ. Mỗi lần dữ lên con làm gì nè? Dạ con cũng không làm gì ai đâu, nhưng mà con phải biết tự bảo vệ bản thân mình chứ. Ví dụ như người ta ăn hiếp mình thì mình đừng có để người ta ăn hiếp thôi. Vậy là dữ rồi nha. Ta gọi là bản lĩnh. Bản lĩnh đó. Được. Dạ.
Ủa mình là học tiếng Anh ở Việt Nam hay là học ở đâu? Dạ con học ở trường Đại học Ngoại ngữ Tin học. Đại học Ngoại ngữ. Dạ. Rồi mình có đi du học ở đâu không? Dạ con đi du học Nhật 6 năm. 6 năm ở Nhật? Dạ. Vậy là bản lĩnh lắm à. Đi qua Nhật 6 năm mà không yêu chàng trai nào bên Nhật hết à? Dạ không, con lo làm với lo học không, con không có thời gian nhiều. Cô này cứng hay nha. Trong cứng lắm. Cô khó lắm á. Hả? Bây giờ nãy giờ anh kia anh nói vậy mình cảm nhận là có hợp với mình không? Dạ con cũng chưa cảm nhận gì. Chưa cảm nhận gì đúng không? Dạ. Cô này rất là khó yêu luôn á. Được rồi. Vậy mình mong muốn á, mình không thích đàn ông là người như thế nào? Dạ người gia trưởng. Gia trưởng. Dạ. Bên này không có gia trưởng đâu, hiền khô. Còn dạ. Không thích gì nữa? Keo kiệt. Keo kiệt. Đây có keo kiệt không? Dạ không ạ. Nhìn cái tướng đó là không sao khoáng lắm hả? Keo kiệt dạ. Được. Rộng lượng lắm hả? Ừ. Dạ, chị nhìn hòa quà là biết rồi. Chúc dẫn anh chị Lan đi ăn nha. Dạ. Rõ thấy chưa? Chưa đói lắm mà giờ tới giờ đói vậy đó. Dạ. Ừ. Gần đây có cái quán cũng ngon đó chị. Không, vòng vòng đây không có gì ăn luôn á. Chị không thấy gì ăn luôn á. Em thấy có cái quán cũng ngon mà, có cái nhà hàng gì đó. Ừ, chắc mình đang ăn nhà hàng vậy. Ừ, được á. Được, rộng lượng. Rồi, bây giờ khoảng khi nào là con muốn lấy chồng nè? Dạ, con chưa có kế hoạch. Chưa kế hoạch đúng không? Dạ. Không biết chừng nào luôn. Dạ. Rồi, nó chưa yêu trước cái đã, yêu trước cái đã. Chưa yêu mà nó chưa kế hoạch lấy chồng luôn nữa. Rồi, bây giờ mình hỏi người thân coi sao. Đúng nữa. Rồi, chàng trai đi với ai cưng? Dạ, em đi với ba em ạ. À, có bà. Dạ, con chào chú. À, chào chú. Hello. Hello. À, chú một đến 1, 2, 3 giờ. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hello, 1. Rồi. Dạ tắt nữa rồi ạ. Hello. Rồi. Dạ. Rồi. Rồi xin chào chú Nguyễn Linh, chào cô Ngọc Lan, dạ. Chào cháu gái. Dạ, chào khán giả đường quay. Tôi tài ba của Quỳnh Vũ thì nay thì thấy cũng lên chương trình này cũng là một cái cơ hội để cho tạo điều kiện cho hai cháu nó hiểu quen nhau. Thì đây thì tôi thấy là bên cháu này thì cũng coi như là chững chạc. Tuy trẻ nhưng mà cũng gọi cho có gì chuyện chạc lắm á. Thì để cho hai đứa lại riếu mà để tìm hiểu với nhau tới xa hơn nữa thì hai đứa cho nhau một cơ hội. Chú giờ thí dụ được thì chú khoảng chừng nào đàn trai bước tới nhà gái được chú? Thì nếu mà do bên nhà gái thôi mà đồng ý thì biết tới sớm luôn chứ không sao hết đó. Bởi vì chú bị sẵn hết đó rồi không có gì hết đó. Chuẩn bị hết cho con trai mình chưa? Xong hết rồi, không rồi. Xong hết rồi đúng không? Dạ. Có nhà riêng ở thành phố luôn rồi. Trời ơi, ngon lành. Trời ơi, sướng quá trời quá đất luôn á. Có nhà thành phố luôn rồi, khỏe rồi ha. Vợ ở thành phố dài chú? Ở mình đó, chứ không hề. Có dẫn ai về lần nào chưa? Không, chưa có gì hết á. Chưa, dạ. Yêu bao mối tình chứ cũng chưa có nào sâu rộng hết trơn dạ, mà dạ. Đúng không chú? Dạ, dạ. Rồi, cảm ơn chú nha. Hy vọng nó dẫn bạn gái về sớm ra mắt cô chú ha. Hy vọng là dẫn bé Vi về. Bé Vi đi nha cưng. Dạ, với dì với mẹ. Dạ. Cái dì với mẹ. Rồi. Mẹ. Dì mẹ đây mẹ đúng không? Dạ. Đầu tiên giờ mẹ thấy sao? Mẹ nói vài câu đi. Dạ, thì em thấy cháu bên đây là cũng được đó, chững chạc đó. Thì mẹ thấy được thì con cũng cho anh bên này cơ hội để hai đứa tìm hiểu. Nhưng mà chừng nào định gả con được? Ăn thua gì nói thôi chứ em thì không có khó. Không muốn là gả đúng không? Dạ. Rồi. Rồi giờ hỏi ý kiến gì coi làm sao nè. Thì em tin để vô trong trình nha. Em chào anh Nguyên Linh, chào Ngọc Lan, dạ. Chào cháu trai. Dạ. Với chào đàn trai bên kia. Chào quý vị khán giả. Thì dì Tư thấy cũng ok đó con. Thì hai đứa cứ cho nhau cơ hội đi, theo dì Tư nghĩ là gì nên thấy gì hợp vậy? Không? Thấy hai đứa nó có hợp nhau gì không? Hợp, thiện đàn nấu đàn ăn là được rồi anh. Nhưng mà thì em cũng nói trước là cháu em nó dở vậy đó, nó giỏi được có cái nó học không à, nó lo học không à. Lo học, nó lo công việc, lo làm ăn không à, chứ nó không có lo yêu. Rồi nó cũng không có lo công việc nhà luôn. Cái gì có mẹ nó bọc hết. Lo học quá rồi qua bển cũng em bọc nó luôn.
thành ra là nó lỗi người lớn. Nhưng mà nó lo kiếm tiền không? Thì được đó, làm đó, công việc là kiếm tiền đó rồi, anh. Lo kiếm tiền được là được rồi. Đó. Thời buổi hiện đại giờ chưa chắc phải, bây giờ mình nấu cơm này kia không, mình phải dạ, mình phải kiếm tiền trước rồi có dạ, có nhiều tiền mình cũng mình có người làm việc đó được. Ừ. Chị ơi. Dạ. Ừ. À, chú muốn nói gì không chú? Chú muốn nói gì với nhà gái không? Thôi không có gì. Coi như là có đồng hương thôi. Quê của Long An luôn. Ủa vậy hả? Chú là ở đâu? Tại thành phố Tân An, ngay công viên Tân An, thành phố Tân An. Tân An. Còn bên đây là ở Mỹ Hạnh Nam. Bên là Đức Hòa. Dạ. Đức Hòa, hai bên nó tréo gần quen. Gần chùa của cụ chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Dạ dạ. Ngay đó luôn. Đức Hòa nè. Đức Hòa nè. Đức Hòa là đi tỉnh lộ 10 á, đi thẳng xuống qua cầu sáng. Con là Đức Hòa mà xuống tới Tân Mỹ. À, thì Mỹ Hạnh Nam đi lên Đức Lập, lên Tân Mỹ Hậu Nghĩa. Dạ, thì mình đổi về sát bên. Thì sát bên. Sân khấu mình luôn đó. À, dạ. Ừ. Khóa 10. Rồi. Thì là nhà trai nhà gái cũng đã có ý kiến rồi. Dạ. Thôi giờ mình mở cho hai đứa trẻ đúng có ý rồi, kiến đi. Mở rào. Bắt đầu đi Phú. Dạ, chào bạn. Dạ, em có món quà tặng anh. Anh cũng có món quà tặng. Lớn lên, lớn lên. Chúc anh cái đời bình an trôi chảy nha. Dạ, đứng nó mở luôn, mở luôn Phú, mở quà thôi. Dạ. Dạ thôi à, em xin phép về nhà mở. Mở, dạ, mở dạ, luôn. Dạ. Mở cho mọi người cùng xem. Dạ. Dạ. Em đọc luôn. Đưa cho mọi người xem với. Dạ. Em vẽ. Đó. Cái này là em tự vẽ. Dạ. À, rất là dễ thương, rất là đẹp. Bình an, tâm bình, thế giới bình, tâm an, vạn sự an. À, anh rất cảm ơn. Rất là hay. Bây giờ về chỗ đi. Dạ. À. Mấy chục năm mới gặp đó. Thì cảm nhận về dạ, nhau thế nào? À, anh thì thấy em cũng rất là dễ thương. Dạ. À, thì không biết là em có nghĩ anh nhìn như anh Minh bên ngoài như thế nào không ạ? Dạ. Về tính tình. Về tính tình. Dạ, ấn tượng đầu tiên của em thì thấy anh chững chạc. Ừ. À, nghiêm túc. Dạ, chỉ vậy thôi, mới sơ sơ thôi. Ừ. Dạ. Thì tính anh là cũng hiền thôi, với lại khuyết điểm của anh là có thể nói chuyện hơi bị nhẹt á. Dạ. À, thành ra không biết là em có thích mỗi người mà năng động hay là như thế nào không á, thì anh thì cái phần đó bị khuyết điểm á. Dạ không, tại tính em cũng năng động sẵn rồi nên không cần. Nếu mà mình cuối tuần á thì em có rảnh không thì? Dạ tại công việc của em hơi bận, em chỉ rảnh mỗi ngày chủ nhật thôi. À rồi chủ nhật. Dạ. Chủ nhật là em thường đi đâu làm ở nhà? Dạ em đi dạy gia sư với em đi làm ở trường em vào buổi sáng thôi. Dạ, à, không có làm gì thêm. Trời đất ơi, thứ bảy chủ nhật cũng đi làm hết, đi hết trơn rồi lấy đâu hẹn hò. Bây giờ quý phải trích ra thời gian hẹn hò chứ. Nãy gì Trinh nói là cứ suốt ngày đi học chứ đi kiếm tiền không à? Dạ. Bây giờ mình kiếm thêm chút tình yêu nữa. Dạ. Thấy không? Dạ. Bây giờ nói với anh Phú đi là em tranh thủ ngày nào đó nghỉ một vài ngày coi. Dạ, chủ nhật có chút. Nói đi. Dạ, em chỉ rảnh ngày chủ nhật thôi. Dạ ok, không sao. Dạ. Anh có muốn hỏi gì em không ạ? Thôi chắc để sau khi mình tìm hiểu ở ngoài thì mình dạ, sẽ có thời gian hỏi nhiều hơn. Dạ. Nè, đứa dạ, hẹn hò bên Nhật chú dì Trinh đi. Không, thật ra anh cũng có ước mơ là muốn đi được du lịch các nước xa xa như là Nhật. Dạ. Nhật thì em ở gần 6 năm rồi cho nên em biết khá nhiều. À. Dạ. À, cho anh hỏi là cái công việc hiện tại của mình á, thì mình có đi công tác thường xuyên không? Dạ, em không đi công tác gì hết, em chỉ làm ở chỗ trường em thôi. À rồi, ok. Dạ. Dạ hết rồi. Dạ hết rồi. Con không thắc mắc gì chú? Mình đây chưa nghĩ tới chuyện kết hôn. Cho nên là mà hỏi sâu hơn nữa thì hơi khó ha. Dạ. Nhưng mà em có bao giờ em hình dung ra được cái cuộc sống mà sau hôn nhân của mình không? Em mong muốn là cái cuộc sống gia đình nó như thế nào? Cái quan điểm về hôn nhân của em như thế nào? Quan điểm về hôn nhân của em là phải tin tưởng, phải bao dung và biết chia sẻ với nhau. Dạ. Còn về cuộc sống thì
À, cũng bình thường thôi. Dạ, hai vợ chồng đi làm xong rồi về có con có cái thì chăm lo cho con cái thôi. Rồi, dạ. Đó, quan điểm của bạn này cũng khá là rõ ràng. Năm nay là 30 rồi đó. Dạ. Thấy không? Dạ. Mình tính tới chuyện đó là vừa rồi. Dạ. Mình tính là vừa đó. Chị Trinh đó mười mấy chứ. Thôi. Bây giờ thí dụ như là mình hẹn nhau, thử hỏi thôi, bây giờ mình tính cái thời gian hẹn nhau đi. Như thế nào? Theo em thì ở đâu? Dạ, em ở quận 11 ạ. Quận 11, ở đây làm ở đâu? Dạ, quận Bình Tân. Gần hay xa? Dạ, cũng gần. Gần, đó. Không xa đâu. Bây giờ mình hẹn nhau thứ bảy chủ nhật, trích ra ngày nào chủ nhật hay gì đó. Dạ. Bên hẹn hò một vài lần đi, tới coi sao. Dạ. Cái gì, đâu đi làm chứ, đi kiếm tiền không vậy con? Rồi chiều đi làm về đó, ừ. Rồi anh ghé ngang qua chỗ làm, anh đón đi chơi. Hay là hẹn bữa nào anh chở về Tân An chơi, rồi cái sẵn anh quẹo qua Đức Hòa. Đó. Anh nhà em coi làm sao. Dạ, đâu thử đi. Nói đi, nói, ừ. nói vô. À... Nói sao anh mong là gì đó, rồi chiều em đi làm về anh ghé ngang qua anh đón em. Bây giờ hỏi đi, bạn thử bữa nào anh rảnh là đi bàn luôn cái ngày hẹn hò. Đi qua Tân An xuống. Dạ, đúng rồi, giờ mình ấn định luôn ngày luôn đi. Tức là ngày mai là chủ nhật á, em có rảnh không ạ? À? Nếu không. Là em rảnh buổi tối. À buổi tối cũng được, buổi tối thì mình đi thí dụ như đi ăn uống gì đó thì cũng đi dạo cũng được. Dạ, coi phim đồ. Dạ. Phim Trịnh và em kìa. Em và Trịnh. À em và Trịnh. Ừ. Thì à, Trịnh và em cũng vậy thôi. Em và Trịnh. Cái tựa của người ta thơ như vậy mà. Em và Trịnh và em như nhau thôi. Bây giờ đó thì giờ đi coi phim em và anh. Bây giờ em tới em nắm tay Vi cái đi. Hả? Không, mình đừng bắt tay, mình nắm cho thơ mộng vô hai đứa. Đó, đó, đó. Đó. Cảm nhận Vi nè, đó giờ nắm tay lần đầu tiên nắm tay một người khác giới trước mặt mẹ và dì của mình. Cảm nhận thế nào? Dạ không, chưa có cảm nhận gì. Ôi, nó bị chai về cảm xúc luôn rồi. Sao vậy? Sao để nó chai lì như vậy? Bây giờ á, thôi bây giờ Phú nói đi Phú. Phú cảm nhận về em gái nãy giờ như thế nào Phú? À, em thấy bạn này cũng rất là dễ thương ạ. Và bạn này cũng có một cái công việc ổn định ạ. Và bạn này cũng có ý chí tiến thủ ạ. Thích không? Dạ thích ạ. Đó. Vì thích không? Vì dạ, thấy chưa, Vì thích chưa. Vì chưa có cảm xúc gì thật dạ, ra. Vậy chứ bây giờ là cái Vi cần là cái gì nè? À, em không biết em cần gì luôn á. Trời đất ơi. Không biết cần gì luôn hả? Dạ. Vi có mong muốn sau cái buổi này hai bạn gặp gỡ nhau để mà tăng thêm cái tình cảm không? Dạ được, không sao. Em thích, em muốn điều đó đúng không? Dạ. Thì chúng ta cho nhau cơ hội thôi. Bây giờ là Phú chủ động hết nha Phú nha. Dạ. Thật ra em gái nó chưa bao giờ yêu luôn. Dạ. Em gái nó chỉ lo đi học và kiếm tiền đi làm thôi, không sắp xếp được dạ. gì hết à. Dạ vậy để em sắp xếp đó đó được. Bây giờ hát một câu bài nào đó tặng em gái đi Phú, đứng xích lại đây nè, đó là cho nó cứ nắm tay thấy nó chưa bao giờ nắm tay nắm chặt vô nhau, nhìn thẳng vô mắt nhau đó. Hát bài gì đi Phú? Dạ em xin hát đoạn đầu có bài Tình yêu diệu kỳ ạ. Dạ. Đêm nay anh nhớ nhìn thẳng vô mắt, cứ nhìn thẳng vô mắt mà hát. Đêm nay anh nhớ em, anh ngước lên thôi sao trên trời, sao lung linh sáng tươi, hình bóng em trong tim anh đó. Ta trao nhau tiếng yêu, nguyện mãi yêu mỗi em trong đời. Xa xăm trong giấc mơ, người dấu yêu có mơ về anh. Yêu là sẽ bên nhau trọn đời, chẳng bao giờ lìa xa nhau, dù cho bao đôi thay cho ngày sẽ trôi qua êm đềm, và tiếng cười sẽ theo ta từng ngày. Đi hát lời tặng cho bạn trai đi. Dạ không có liên quan lắm với hoàn cảnh đó chú. Kệ nó. Dạ. Hát cho cái trang cho cảm xúc, mà vẫn nắm tay, đừng có buông tay ra. Dạ. Cứ nắm để cảm nhận về nhau đi. Dạ. Đó. Vi nhìn thẳng mặt Phú kìa. Dạ. Hát bài Long An gì đó cũng được. À, con hát bài Ngọc Lan được không chú? Được, trời ơi, dạ. Chị Ngọc Lan chị khoái chưa? Dạ, để con nhớ cho chú. Nói với Lan, nói với Phú kìa. Dạ. À, em xin hát một bài, không liên quan lắm nữa anh. Dạ, không sao, dạ. Ngày đó đôi ta vừa xa cách nhau,
Bên này em đứng nghe sóng của anh hiu. Hình như hơi lộn một chút. Chờ ngóng anh cho lòng em nhớ mong, cho tình em xót xa từng giờ. Dạ như đó không thuộc lắm chứ. Dạ em không thuộc. Sorry. Thật ra là quá lâu rồi Vi dạ. chưa có một cái cảm xúc gì với người khác giới đúng không? Dạ đúng rồi. Đã quá lâu rồi chưa có dạ. một chàng trai nào tỏ tình nói gì với Vi đúng không? Dạ đúng rồi. Đã quá lâu rồi Vi chưa bao giờ nắm tay một người khác giới đúng không? Dạ. Thành ra tất cả một cảm xúc gần như nó không có gì hết hả? Dạ. Nãy giờ nhìn Phú đây thì có nghĩ một cái điều gì không? Có cảm tình không? Dạ cũng thấy anh dễ mến. Đẹp trai mà. Dạ. Thấy không? Dạ. Thật ra Phú cũng là một người đẹp trai, phong trần mà cũng một con người là có gọi là ý chí cầu tiến. Công việc ổn định tốt luôn. Làm trong đài tốt nữa, hiền nữa. Dạ. Làm trong đài truyền hình thì một trong những cái cơ quan mà chúng ta an tâm là không bao giờ ai làm bậy được hết. Dạ. Hả? Dạ. Đó là chú nói cho Vi cảm nhận điều đó. Dạ. À, để tìm một người đàn ông mà mình yêu á thì cũng rất là khó. Dạ. À, đây là một cái cơ hội để chương trình có thể kết nối Vi với lại Phú. Dạ. Hãy cố gắng mở trái tim mình ra một chút xíu. Dạ. Mở cảm xúc của mình. Dạ. Rồi chắc chắn Phú sẽ tìm cách để cảm xúc của cô ấy ùa về. Dạ. Phú nha. Dạ. Nhiệm vụ của em rất là quan trọng. Dạ. Nha. Dạ. Rồi. À, chú Linh nói hay quá. Rồi. Bây giờ chúng ta trở về vị trí đi. Mình dạ. ngồi mình. Tất cả để tay vào nút bấm. Chị thấy thằng này dễ thương. Dạ. Ừ. Bên tay trái đó Phú. Dạ. Hôm nay đây chị hỗ trợ cho. Đưa tay phía đây nè. Dạ. Rồi. Hôm nay chúng ta đang đối diện với ba mẹ, người thân trong gia đình của mình. Đối diện với hàng triệu khán giả. Yêu là yêu, ghét là ghét. Không thương là nói là không thương. Không rung động là nói là không rung động. Chúng ta phải sống thật bằng trái tim của mình. Bởi vì khi bấm nút, chúng ta sẽ tạo cơ hội để gặp nhau, tạo cơ hội để cùng yêu thương nhau. Chính vì thế nên chúng ta phải sống thật với những suy nghĩ của mình. Các bạn nhắm mắt lại, kiểm tra lại con tim của mình một lần nữa, lắng động lại. Nãy giờ chúng tôi có thể nói vui, có thể đùa, có gì không biết, nhưng bây giờ đã lúc chúng ta phải bấm nút bằng cả trái tim của mình nha các bạn. Không thích thì không cần bấm. Chúng ta không dối con tim của mình. Cá nhân của chị Ngọc Lan thì vẫn rất mong hai bạn cho nhau một cơ hội, bởi vì hai bạn rất là đẹp đôi và rất là phù hợp với nhau. Tuy nhiên quyết định vẫn thuộc về hai bạn. Hai bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan. 1 2 3 Vì có băn khoăn điều gì không? Dạ không ạ. À. Chưa, cứ từ từ chút. Bấm bằng suy nghĩ của mình. Dạ. Hay là bấm đại? Dạ suy nghĩ. À được. Bấm bằng suy nghĩ của mình, bởi vì chú thấy ở đây á, Phú là một người rất là thật thà, chất phác. Mình phải bấm bằng suy nghĩ của mình nha. Dạ. Và khi mình bấm rồi, mình cũng phải có trách nhiệm để tạo điều kiện để hai đứa gặp nhau nhiều hơn. Dạ, không biết là chú. Nha. Cảm ơn chú. Dạ. Rồi, có mẹ, có ba, có dì ở đây, chúng ta phải cố gắng chăm sóc cái mối quan hệ này cho nó tốt đẹp lên. Dạ. Rồi, chúc hai đứa hạnh phúc nha. Phú có dạ. thể nói điều gì với mẹ của Vi và dì của Vi? Dạ. Con chào cô. Dạ, con chào cô. Dạ, con chào dì. Con hứa gì đó, thí dụ như tụi con có đến với nhau, con chăm sóc gì đó. Dạ, dạ. Mong là cô và dì hỗ trợ cho tụi con. Con cũng mong là cô và dì sẽ hỗ trợ cho hai tụi con đến với nhau ạ. Dạ, chỉ dạy dạ. thêm cho tụi con. Dạ, chỉ dạy cho tụi con ạ. Dạ, con hứa con sẽ chăm sóc cho dạ. Vi. Con hứa con sẽ chăm sóc cho Vi ạ. Ừ. Vi nào, Vi nói điều gì với ba của Phú đi. Dạ, dạ con chào bác ạ. Mẹ không biết nói gì. Hôm nay tụi con có duyên gặp nhau ở đây. À, dạ. Mong rằng bác chứng kiến bác sẽ hỗ trợ tụi con gì đó. À, dạ. À, nói nhưng mà con quyết định đến với anh Phú, con sẽ nhất định chăm sóc tốt cho anh. Dạ, cảm ơn bác. Cái này là lỗi gì Trinh nhiều lắm. Trinh phải chỉ cho em nhiều hơn. Mẹ, hồi đó mẹ yêu ba sao đó, mẹ chỉ cho con chút xíu ha.
Thôi. Thôi mà bạn này hay lắm đó. Bạn này rất là hay đó. Hả? Có thể hay tất cả mọi thứ nhưng trong tình yêu bạn ấy chưa hay đâu. Nhưng mà chỉ cần khui đúng bạn một cái rồi là bạn sẽ hết lòng. Phải cần có nhiều chất xúc tác nữa. Tình yêu mà nó khô khan quá đó Vi. Dạ. Nó sẽ đơn lẻ và nó sẽ héo mòn. Dạ. Và lúc đó nó sẽ nó biến đi đâu mất đó. Hãy tạo cho mình, thật ra nếu chúng ta có cảm tình, chúng ta có một chút cảm xúc, chúng ta phải tự tạo cảm xúc để nó thăng hoa hơn nữa nha. Phú cố gắng nha em. Dạ. Rồi, chúc hai em hạnh phúc nha. Dạ, dạ. Rồi, đây là những món quà dành cho các bạn. Đây là bộ son da thép Vina Kiwi gửi tặng cho bạn gái. Dạ, cảm ơn chị. Đây là bộ sản phẩm nước rửa tay, nước rửa chén, nước lau sàn, nước giặt xả của anh Quyền Linh bán ngoài chợ đó. Mai đang vô tặng các bạn. Dạ, cảm ơn chú. Đây là cốt hủ tiếu, một sản phẩm của Quốc Việt Food, giúp cho món ăn thơm ngon tròn vị, dễ dàng hơn trong quá trình chế biến. Rồi. Một bếp điện từ của Toshiba gửi tặng các bạn.